Hiện tại bây giờ thì là khoảng 4 giờ sáng và tôi cùng với anh Mạnh và anh Tuấn là hai người thợ bắt chuột ở Phú Xuyên, Hà Nội đang chuẩn bị đổ đạc để đi bắt chuột cách đây 60 cây số. Và đây là những cái vật dụng mà để phục vụ chúng tôi bắt chuột ngày hôm nay. Khá là nhiều và lấy kích, tôi cũng không nghĩ là nhiều như vậy. Thôi là bây giờ tôi sẽ phải cùng chuẩn bị với các anh đi chuẩn bị đồ đạc để đi kẻo muộn. Quốc, thuồng, xô, rụt và một chiếc lồng sắt, đó là những dụng cụ không thể thiếu đối với những người đi săn chuột đồng ở miền Bắc. Ngoài ra, quần áo ấm cũng là những thứ không thể thiếu trong mỗi lần dậy sớm đi bắt chuột như thế này. Huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình sẽ là điểm đến bắt chuột của chúng tôi. Vị trí này cách đây 60 cây số. Bởi vậy tôi và những người thợ bắt chuột sẽ phải di chuyển bằng xe máy. Ôi. Cũng gần 2 tháng nay, từ khi kết thúc vụ lúa hè thu, hai anh đều bắt đầu một ngày đi bắt chuột vào lúc 4 giờ sáng như thế này. Còn rất sớm, nhưng đường xá không hề vắng vẻ. Ngoài tôi và các anh, thì còn có rất nhiều các tiểu thương cũng đã bắt đầu công việc của một ngày mới vào lúc này. Chúng tôi tiếp tục lên đường. Điểm bắt chuột chỉ còn cách hơn 10 cây số. Đến nơi, trời cũng đã bắt đầu sáng. Việc đầu tiên là anh Mạnh sẽ đi một vòng cánh đồng xã Gia Lập để nắm được vị trí nào còn nhiều chuột. Em à này, anh ơi, cái chỗ này nhiều chuột không anh? Nhiều. Đến cái gì kìa? Bây giờ bọn em vào bọn em bắt được không anh? Biết làm sao mà bắt được thì cũng không được. Còn cái bờ kia là cũng thoải mái gì anh? Hiện tại thì tôi và anh Mạnh và anh Tuấn đã đến nơi bắt chuột rồi. Cái khu vực này thì là anh Mạnh và anh Tuấn biết rằng khu vực này là có khá là nhiều chuột. Còn đối với tôi thì hiện tại thì cái cảm giác rất là hồi hộp vì một lát nữa thôi thì tôi sẽ được trải nghiệm cái cảm giác đuổi chuột, cảm giác vùi chuột. Và thậm chí là nếu không may thì còn bị chúng cắn. Bây giờ mình sẽ bắt từ đây ạ. Ở ngay cái bờ to này luôn ạ. Ở những cái bờ to như thế này thì mình sẽ sử dụng cái phương pháp bắt như thế nào anh? Mình cuốc, nếu mà đấy bờ nó rất bé, nó rất là mỏng. Vâng. Nó mỏng mình cuốc hay hơn. Ừ. Còn nếu mà nó mà cao thì mình đổ nước. Cái cách nhận biết ở một cái khu vực có chuột, các anh nhận biết qua như thế nào ạ? À, bây giờ mình cứ ra đồng thôi, mà mình cái lúa của người ta cắn nát thế này, các cái bệt đường đi này. Cái bệt đường đi nó đi lại qua đường nhiều này. Bệt cái đường đi của chuột ạ? À? Vâng, đây cái bệt đường đi của chuột là rất là nhiều cơ. Như cái bệt như thế này chẳng hạn này. Đây vâng. Đây là phải là có chuột này, nó chia 3 xẻ 7 này. À, đấy, nó có lối. Nó lối đi của nó sang đường. Đấy. Có nghĩa là nó cứ thành rãnh như này đi chạy này. Sau khi chọn được khu vực nào có chuột, việc quan trọng nhất là cần nhận biết được hang nào có chuột trú ngụ. Bởi trên cùng một cánh đồng, ngoài hang chuột thì còn có hang rắn. Nên lựa chọn này, ngoài việc không lãng phí sức lực và thời gian, còn giúp cho những người bắt chuột tránh được những rủi ro, nguy hiểm. Là như cái hang này này. Vâng. Như nó ở ngoài, nó như mình nhìn ở cái mặt ruộng, ở mặt vâng. Bờ, nó nhẫn hết. Như vâng. Này. Nó nhẫn là cái đường đi, cái đường nó đi nhiều mòn. Nó nhẫn xong rồi nó mới cắn cỏ, là nó để một cái bệt đi này. Vâng. Thì nó dồn tất cả dồn vào đây. Để có thể bắt được chuột, thì việc đầu tiên là phải chặn được tất cả các đường thoát nối với hang của chúng. Mình phải cỏ hết cả trên này này để tìm các cái lỗ thông hơi thở của nó. Thông hở nó để mình còn nút vào xong mình cuốc từ dưới cuốc lên. À có nghĩa là mình sợ nó chạy ra. Chạy ra là mình không bắt được nó. À, đấy, khó nó đuổi đúng không ạ? Vâng. Vâng. Mình lấp thì là mình chỉ lấy đất lấp thông thường thôi đúng không anh? Hay là thế? Mình phải lấy cái cỏ, mình giật cái cỏ ra mình nút. Vì sao lại đất thì nó rũi ra, còn cỏ thì nó thu lại. Rồi nếu đất ấy nó rũi ra còn cái cỏ nó rút từng con cái một là nó đâu. Cỏ như này. Nó cũng phải là một cái mẹo, một cái kinh nghiệm đúng không ạ? Cứ chặt vào như này. Vâng. Chặt vào nút cái hang thật chặt kỳ luôn.
Thì khi con chuột nó rút của mình ra này. Vâng. Ít bộ này ra thôi. Đấy. Cần ít bộ ra thôi nó không ấy. Ừ. Nó không rút được hết ngay như hòn đất ấy. Ừ. Anh tưởng tượng như hòn đất còn đẩy tay này phát là mất. Ừ. À, thông thường thì nếu mà với một cái hang chính của một đàn chuột thì nó sẽ có khoảng bao nhiêu cái ngách để nó chui ra như thế? Nhưng mà nó mà mình nhìn theo mình nhìn trước mắt là nó mà ăn nó bệt nó đi ở ngoài ruộng này. Vâng. Trên đường nó đi rất nhiều vào này. Thì nó có thằng một độ nhiều hang nó thằng một độ chục cái ngách. Ui. Chục cái ngách. Chục cái. Nếu mà không thì nếu mà chỉ một hang chỉ là một cái ngách thôi. Nhưng nhiều hơn đây nó ở tụ tập vào thằng mình chuột đàn mấy chục con đấy. Vâng. Và nhưng mà chuột nó không to, nó chỉ tầm lạng lên. Ba lạng. Ngoài ra, anh Mạnh cũng chỉ cho tôi kinh nghiệm nhận biết hang có chuột hay không bằng việc quan sát ổ của chúng. Những chiếc ổ này thường được làm ở ngay cửa hang, chỉ cần đào vài nhát cuốc là thấy được. Đây cũng là cách nhận biết để giúp tiết kiệm sức lực trong quá trình bắt chuột. Vâng. Đấy, cái nó ổ nó khô, nhà trong này nó vẫn còn chuột ít hay nhiều rồi, mình phải hiểu thế. Còn khi mình bắt chuột ra, mình mà bới được có một cái đình khô của nó ra, như bọn em gọi bằng đình. Vâng. Nhưng bọn anh gọi bằng ổ. Vâng. Cái ổ nó mà ướt ấy thì sờ cứ nhìn cái ướt nó mốc là trong này là không có chuột. Là đa số đã bị bọn ăn đêm nó. Ấy, rồi. Mình đi. Trong khi anh Mạnh chỉ cho tôi những kinh nghiệm trong nghề bắt chuột thì anh Tuấn đã sắp bắt được những con chuột đầu tiên. Bây giờ anh ấy thử cái chỗ ngoài trong phi thẳng ngoài. Con chuột này khi có động đã không chạy ra ngoài hòng thoát thân. Điều này càng tạo điều kiện để chúng tôi có thể bắt nó một cách dễ dàng. Đấy. Ở trong này vẫn còn anh. Lấy thuồng. Đâu? Trong hang vẫn chưa hết chuột và tôi có cơ hội để trải nghiệm ngay lúc này. Chưa bao giờ mà tôi thấy là anh cầm hạt sâu ở trong. Anh bắt chuột đấy, có thể là dễ tiếp xúc với nó như thế. Đấy. Bây giờ lui vào. À bây giờ ôi ôi ơi. Tụt rồi. Tuy nhiên, để kéo được con chuột ra ngoài cũng không hề đơn giản. Tôi tưởng cái mối thêm nữa để rút. Đấy, anh bỏ tay ra nha. Chú tôi phải tóm đầu con cắn đấy. Thôi. Xong phải làm thế nào anh? Đây là con chuột mẹ. Xong phải làm thế nào nữa anh? Nuôi ra, không có anh nuôi đầu. Ra anh tóm vào đầu. Đây là con chuột cắt đấy nha, tóm đầu ấy. Đây, thế này. Thật tay. Con chuột được lôi ra đến đâu thì tôi phải tóm chặt nó đến đấy. Nếu lôi nó ra mà không tóm được đầu thì chắc chắn tôi sẽ bị nó cắn. Rồi, anh tóm đi. Đây rồi, bắt đây rồi. Đây là một con mẹ. Mẹ răng thì anh biết phải không? Đây. Là sao ông mình phải răng cân đặt tạ. Vậy là hang đầu tiên này chúng tôi đã bắt được 2 con chuột. Tuy nhiên với kinh nghiệm của mình, anh Mạnh có thể nhận biết đây là hang của một đàn chuột khá lớn. Bởi vậy sẽ còn rất nhiều con chuột trong hang. Em dẫm chân rồi nó không chui được. Ôi con đấy. Đây, con này mới to này. Còn không? Không biết. Tôi bắt được con chuột thứ 2 rồi. Úi. Con này thì to tương đương bằng con lúc nãy. Con này là con chuột mẹ, con này là con chuột con. Con này cũng là con chuột con. Con này vẫn là con chuột con này. Chuột con là chuột nấp đầu tiên. Làm sao để mình nhận biết được rằng là con chuột nào là con chuột mẹ nào? Con chuột mẹ là nó có một dạng vú ở đây mà con mẹ nó bắt đầu cái lông nó vàng, nó xấu hơn. Vâng. Con hạt dạng này thì nó đẹp. Vẫn còn một ngách hang nữa anh Tuấn đã lấp lại khi mới đào chiếc hang này. Và chắc chắn sẽ còn chuột ở ngách này. Ấy! Chạy mất ạ. Đây vào hai rồi, vào hai rồi. Chúng tôi quyết định đào hang mà con chuột vừa chạy vào. Liệu chúng tôi có may mắn ở lần không thử sự tiếp theo này hay không? Đâu. Thưa quý vị, là phải nói thật là với cái nghề đi bắt chuột như thế này thì phải là những cái người nông dân một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, suốt ngày gần gũi với đồng ruộng thì mới làm được. Vì là phải vừa cuốc vừa đuổi. Còn như tôi thì tôi cuốc từ lúc nãy thì gọi là giúp các anh ấy thôi, và thi thoảng đuổi nhưng mà cũng đã đứt hơi rồi. Không chỉ là công việc vất vả, phải đổ nhiều mồ hôi, mà những người đi bắt chuột cũng phải đối mặt với những rủi ro, nguy hiểm. Cẩn thận cho nó bạn, cắn anh. Cẩn thận. Cắn bắt đầu đấy rồi, nó đang trong hang.
Ờ, đào chuột ra bắt được nó mà. Bây giờ thử để... Rắn đây là rắn gì đây? Rắn hổ mang bành. Đấy, bây giờ mình bắt nó, mình đè chết vào người nó. Để mình bắt đầu mình cầm những cái này. Thưa quý vị là cũng khá là may mắn đi bắt chuột. Nhưng mà đào ở trong cái hang chuột thì lại có một con rắn hay mạnh, nhưng mà đây là con rắn hổ mang bành. Và rất là may lúc nãy các anh ấy lại không thò tay vào. Và khi mà tôi đào đến đấy thì nhìn thấy hẳn luôn con rắn. Thực sự là rất là may mắn. Và đây là cũng là những một trong những cái rủi ro khi mà nếu mà không may mà đi đào chuột mà chúng ta thò, các anh ấy thò tay vào thì rất dễ có thể sẽ bị rắn cắn. Nếu con rắn nếu mình các anh không vì vội vàng mà không phân biệt được hang rắn hay hang chuột. Bắt rồi, đây. Máy thở ấy. Khi các hang ở khu vực này có khả năng không an toàn, chúng tôi đã chuyển ra một nơi khác để bắt chuột. Lúc nãy ông Ngà, một người dân địa phương, có nói về một ụ đất lớn trên ruộng có rất nhiều chuột. Và chúng tôi quyết định sẽ thử vận may ở đó. Mất khá nhiều sức để đào được cái hang ở ụ đất này. Vì trong hang quá nhiều ngách, có những ngách đâm thẳng xuống lòng đất. Theo cái kinh nghiệm của anh Mạnh và anh Tuấn thì cái ổ này sẽ cực kỳ nhiều chuột. Vậy thì anh Mạnh này, vì sao mà anh lại biết rằng là cái ổ này sẽ nhiều chuột? Vì là cái ổ này nó vừa là kho, vừa là cái cỏ tươi nó tha vào rất nhiều. Vùng quanh ngoài ruộng thì là rất nhiều bè chuột đi vào trong này. Thì theo kinh nghiệm của anh em đi bắt là cứ cuốc vào có hang là ổ to là nhiều chuột. Đây, cái ổ chuột bên trong của nó đây thưa quý vị. Nó đưa cả cỏ tươi và đưa cả rơm khô vào để làm cái ổ đêm nó ngủ. Đúng rồi, cho nó ấm để thêm cái đệm. Vâng. Và còn không phải chỉ một cái ổ này mà còn cả ổ này đấy, và ở bên đây cả một cái ổ nguyên là cỏ tươi. Quý vị có thể thấy đây, nguyên là cỏ tươi đấy. Thôi được rồi, bây giờ theo anh dự đoán thì ổ này sẽ có bao nhiêu con chuột? Nếu mà sau trong lượng bắt chuột, nếu mà cái tổ này, nếu mà chờ không xảy ra cái điều người ta bắt, thì trong hang này khoảng độ 2 đến 30 con. Khéo này, có rắn như lúc nãy đây anh ạ. Nó thò mõm cả bên này lẫn bên đấy. Và những con chuột đầu tiên đã xuất hiện. Bắt được rồi. Còn rất nhiều ngách chưa đào. Và đàn chuột thì đang sợ hãi trú ẩn trong đó. Tuy nhiên, để bắt được chúng thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. Thưa quý vị, là sau khoảng gần 15 phút cả ba anh em tập trung sức lực để đào hang này, thì bây giờ chúng tôi đã bắt đầu nhìn thấy được những thành quả đây rồi. Quý vị thấy không? Con này, con thứ ba này, ba con này, 4 bé. Con này cho bé vào xong kia rồi ra. Con thứ tư, con thứ năm. Được đấy, thò tay đi. Đi bị dặn. Con đấy, thò đầu đi. Tôi muốn hai con chuột rồi. Ôi hồi anh muốn được hai con cơ. Đây, thế là thêm được 4 con nữa. Thế là 9 con ổ này rồi. Một con chạy mất là 10. Lấp luôn. Con thứ 10. Con thứ 11 đã ra đưa em 11. Chú để đăng đâu. Thả ra. Anh bỏ tay ra luôn. Bỏ mà chạy. Vâng rồi. To không phải hơn này các bạn. Ôi, thế là bao nhiêu con rồi? Cái hang này được khoảng bao nhiêu con rồi anh nhỉ? Nhiều quá em chả nhớ. Chắc là khoảng 12, 13 con gì đấy. Nhưng mà thưa quý vị là vừa rồi tôi vừa vô một con chuột nhỏ vào bị nó cắn. Rất may là đấy là con chuột nhỏ. Chứ nếu mà nó là một con chuột to thì chắc là tôi sẽ chảy khá là nhiều máu. Đây.
Anh cứ cầm đuôi đấy, dù cầm được cao lên cứ biết là tự chui vào đấy, thoải mái thế. Bạn cho nó bắt cực chứ dễ dàng ạ. Đúng rồi. Bọn ơi. Rất là mệt nhưng mà rất là vui. Đây là một cái trải nghiệm cực kỳ thú vị. Mà nếu mà quý vị có cơ hội thì hãy trải nghiệm. Nếu có cơ hội về làng quê thì hãy trải nghiệm những cái buổi đi bắt chuột như thế này với bà con ở quê. Hàng kia 24 con đã vào giỏ và một con chạy thoát là 25 con. Nhưng trong này còn đến 4-5 cái đuôi nữa. Có nghĩa là cái dự đoán của anh Mạnh hoàn toàn chính xác. Và thậm chí là sẽ còn vượt trên cả 30 con. Anh bỏ giỏ ra sới mặt thôi. Ôi nhiều lắm. Chỉ một cái hang này được khoảng hơn 3 cân chuột. Và số lượng là 25 con chuột, khoảng độ 3 cân. Và có rất nhiều, khoảng độ 7-8 con chuột nhỏ thì đập bỏ để nó đỡ phá mùa màng. Như vậy là với cái số lượng chuột cũng khá là chính xác như cái dự đoán của anh Mạnh. Với cái kinh nghiệm bắt rất là lâu năm và dự đoán rất là chính xác. Chắc là bây giờ anh em mình phải nghỉ một tí chứ em hơi bị mệt. Như vậy, sau khoảng 2 tiếng buổi sáng, chúng tôi đã bắt được khoảng 7 cân chuột. Chúng tôi tạm nghỉ ngơi sau những giờ phút vất vả, đào và đuổi chuột. Cảm giác đuổi chuột vui là vậy, thế nhưng đâu phải ngày nào người bắt cũng gặp may mắn. Ôi, nhớ nhất là cái hôm kỷ niệm là hai anh em đi từ 4 giờ sáng đến 5 giờ chiều về không có chuột nào, về ai cũng đi đường thì ngồi trên xe còn ngủ gật. Phải thi thoảng còn hai anh em đỗ lại để cần gọi là lau mặt, bỏ chai nước ra rửa mặt. Về nhà trưa không được ăn. Sáng chỉ bắt bún phờ phạc thôi, nước thì đều nước lã. Đối với anh Tuấn, nghề bắt chuột ban đầu chỉ vì mưu sinh, nhưng sau nhiều năm gắn bó, công việc này đối với anh còn là một thú vui. Vui anh, chuột nó vui. Vui mệt lắm. Lộn chuột nó sướng. Thấy chuột là thấy tiền mà đúng không? Chúng tôi tiếp tục chọn hang bắt chuột. Lần này thì anh Mạnh đã chọn một phương pháp khác để bắt chuột. Thưa quý vị, tùy vào cái hang chuột nó như thế nào thì những người thợ như anh Tuấn và anh Mạnh sẽ đánh giá để chọn cái phương pháp bắt chuột như thế nào. Với một cái hang chuột tiếp theo ở đây thì anh Mạnh đã chọn cái phương pháp là tát để vừa tiết kiệm được sức khỏe, đồng thời thì vẫn giữ nguyên được cái bờ cho bà con nông dân ở đây. Em tát tiếp nhá. Nó một con chạy ra rồi à? Để dồn chuột ra ngoài, bắt buộc phải tát cho hang đầy nước và chảy ra ngoài. Tuy nhiên, không phải cứ nước đầy thì chúng sẽ chạy ra. Chuột cũng là một loài vật rất thông minh, nên để bắt được chúng cũng không hề dễ dàng. Nếu nó ra rồi không? Nó ra rồi cho nó lúc mình vô không kịp bắt được nó quay vào thì con trong nó đã chặn ngang đường đi vào. Thế là chết. Cái con này quay ra vào được, không ra được là nó chết, nó tắc cái hang này. Thế là còn chuột bao nhiêu là chết hết xong, không còn nào sống nữa. Sau gần 10 phút, mặc dù nước đã đầy hang, nhưng đàn chuột nhất quyết không ra ngoài. Có thể đàn chuột đã bị chết đúng như suy luận của anh Mạnh. Thịnh ơi! Các anh quyết định bỏ hang này và đưa tôi đi bắt chuột đất. Sở dĩ các anh gọi là chuột đất vì những con chuột này có kích cỡ to gấp 3-4 lần so với những con chuột thông thường. Trọng lượng của chúng khoảng 7 lạng đến 1 cân 2 và chúng thường sống ở những ụ đất có nhiều gạch đá xen kẽ. Rất khó để có thể bắt được loài chuột đất. Trong khi trời càng về trưa càng mất sức, nhưng các anh vẫn không từ bỏ quyết tâm bắt bằng được một con chuột đất trong ngày hôm nay. Và cuối cùng, mọi công sức đã được đền đáp. Anh bẻ răng đi, Theo nó cắn, con này nó mà cắn đi cơ mà. Con này được cân không anh? Con này gần cân, con này tầm 8 lạng.
Thưa quý vị, cuối buổi trưa và cũng sắp đến giờ về rồi. Tuy nhiên là anh Mạnh và anh Tuấn là cố gắng bắt không ra hang, lấy một vài con chuột đất ăn cắm. Vì những con chuột đất như này thì trọng lượng nó rất là lớn và cái giá trị nó cũng hơn hẳn so với chuột đàn. Và sau rất nhiều mồ hôi chảy xuống của anh Mạnh và anh Tuấn thì con chuột đất đầu tiên đã được nuôi ra khỏi hang. Đây, quý vị có thể xem ở đây. Trong hang sẽ vẫn còn những con chuột đất khác. Qua đâu? Đây, trong đây rồi, trong đây rồi. Trong khi không thể tiếp tục đào thêm nữa, vì có quá nhiều đá xen kẽ trong đống đất này, chúng tôi đã chọn một phương pháp khác. Đã có quạt đâu mà để quạt. Đốt rơm ở cửa hang và dùng quạt cho khói bay vào hang, làm chuột khó thở phải chạy ra bên ngoài. Chuột một to này em không. Theo anh Mạnh, chỉ khi không còn cách nào khác mới phải dùng cách này. Vì cũng giống như đổ nước, cách này thường làm chuột bị chết ngay ở trong hang. Sau 10 phút hun khói, cả anh Mạnh và anh Tuấn đều trong tư thế sẵn sàng vồ chuột nhưng chúng vẫn chưa chịu chạy ra ngoài. Có lẽ lại một lần nữa, chuột thà chết trong hang chứ không chịu chui ra. Hai anh quyết định đào thêm vài nhát thuồng, xem liệu có bắt được chúng. Tuy nhiên, nhưng đây lại không phải là chuột đất mà là chuột đàn. Đây cũng là lần đầu tiên mà các anh thấy chuột đàn và chuột đất sống chung cùng một hang. Bên trong hang vẫn còn chuột, tuy nhiên lúc này cũng đã gần 12 giờ trưa. Vì vậy chúng tôi quyết định ra về để các anh kịp làm chuột đi bán buổi chiều. Một buổi sáng vất vả của cả ba người và tôi có một trải nghiệm thú vị, và trước mắt sẽ là 60 cây số phải vượt qua để về tới nhà các anh.